Alo alo 1234 uh, Chào mừng tất cả mọi người uh, Như mình thông báo từ trước thì uh, Kênh của mình lại gặp mà uh, vấn đề Đó chính là đã bị uh, Youtube uh, tắt Tính năng kiếm tiền uh, Nó chỉ là một khoản kinh phí nhỏ thôi Nhưng mà để cho mình duy trì được cái kênh này Mà bây giờ uh, Youtube đã Đóng mất chức năng đó của mình rồi Thì hiện tại là uh, mình có kế hoạch là ra một cái kênh nữa chuyên về chuyện cổ trang. Cũng để là phòng bị cho kênh này nếu như là kênh này mà sau khi xem xét duyệt lại mà không được thì hy vọng rằng cái kênh kia sẽ được xét duyệt lại. Còn nếu giả sử như là kênh mà kênh này mà không được xét duyệt thì mình vẫn cứ đọc tiên nghịch ở trên kênh này để mà cái bộ truyện nó có một tính thống nhất chứ mình không chuyển qua đọc một cái kênh khác áp tiên nghịch sang một kênh khác hoặc là như nào đó thì nó sẽ làm mất đi cái tính thống nhất của bộ truyện để sau này ví dụ như là các bạn muốn nghe lại thì uh, sẽ gặp nhiều khó khăn chính vì vậy thì uh, mình rất hy vọng rằng các bạn thông cảm cho mình khi mình làm thêm một cái kênh mới nữa và kênh mới đó thì mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả hoặc là ở phần bình luận mình sẽ ghi mở trên đấy để cho các bạn dễ nắm bắt được rất mong các bạn thông cảm cho điều đó Uh, và rất xin lỗi là cái thời gian vừa qua thì mình Đến hôm nay thì mình mới đọc lại được uh, Và thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập uh, 400 của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn Các bạn uh, nhớ rằng là hãy ấn vào nút đăng ký kênh ở dưới Cái kênh mới á để mà được cập nhật những cái bộ truyện khác nữa. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ vào uh, tập 400 của bộ truyện tiên nghịch. <laughs> Lại nói thì uh, kiếp chân giả, kiếp so chân giả đạo của Vương Lâm uh, hóa thành vườn quanh bên ngoài đám sương mù trong vạn dạng kia những thân ảnh được hình thành mang theo những tiếng gào thét dãy rụa lao thẳng à, lên cái khe bên trên của vương lâm một tiếng nổ ầm vang lên khắp côn hư tinh vực cái khe dài vạn trượng kia dưới kiếp của vương lâm thì run rẩy kịch liệt vương lâm tóc bạc tung bay ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cái khe thần sắc bình thản vung tay áo mà đi về phía cái khe bước chân của hắn không nhanh nhưng mỗi một bước hạ xuống đều có tiếng vang ngập trời những âm thanh này nổi lên liền ngay lập tức khiến cho cái khe kia lại một lần nữa run rẩy kịch liệt. So với sự run rẩy của cái khe kia thì sự ung dung của Vương Lâm tạo nên một sự tương phản rất là rõ rệt. Vương Lâm không sợ thiên kiếp, hắn có tâm của bậc đại nho, có một khí thế cao ngạo, vạn vật trong thiên địa đều bình đẳng, cho dù thiên kiếp cũng không ngoại lệ trước mặt hắn. Vạn vật đều có bổn nguyên. À, hôm nay Vương Mỗ muốn xem thiên kiếp này từ đâu mà có, Tại sao lại xuất hiện ở trong thiên địa này? Vô Lâm hai mắt lóe lên nói như vậy. Cho lúc mà bước tới giữa những tiếng ầm ầm, khoảng cách tới cái khe đã ngày càng gần rồi. Ngay khi mà tới gần cái khe chưa đầy vạn trượng, thì từ bên trong cái khe đó đột nhiên tản mắt ra từng đạo hào quang sáng ngời. Đạo hào quang này khuếch tán ra bao phủ bốn phía, hoàn toàn chiếu rọi tinh không tràn ngập sương mù tối đen này. Dưới hào quang này thì chỉ thấy ở bên trong cái khe có một vật chậm rãi bay ra. Vật này là một cái phất trần cực kỳ bình thường. Nó chỉ dài có 7 thước thôi, cán bằng gỗ màu tím. Bên trên có 3.000 sợi tơ bạc tượng trưng cho 3.000 đại đạo. Vật này chậm rãi từ trong cái khe bay ra hướng về phía vương lâm nhẹ nhàng mà vung tới. Chỉ thấy 3.000 sợi tơ kia thì không gió mà tung bay. Dưới một cái vung của cái phất trần này thì một sức mạnh vô hình hóa thành à, ngàn sóng Hóa thành gợn sóng từ bên cái phất trần này mà khuếch tán ra Dưới gợn sóng này thì Vương Lâm dừng chân lại Hai mắt lóe lên tinh quang Chân phải đã dừng lại không chút do dự mà hạ xuống Khiến cho thân thể hắn giống như một đạo lưu tinh Lao thẳng tới cái phất trần vừa bay ra khỏi cái khe Gợn sóng khuếch tán xông vào trong đám sương mù ngay khi mà tới gần Vương Lâm thì chỉ thấy trong 3.000 sợi tơ màu trắng kia có một sợi đột nhiên từ cán phất trần tách ra, giống như là một làn khói bay lên vậy. Trong lúc mà uốn lượn thì cái sợi tơ này cuộn lại, rồi bất ngờ hóa thành một pháp thuật, chính là dẫn lực thuật. Cùng với lúc đó thì sợi thứ hai cũng tách ra khỏi cán bay pháp phới hóa thành pháp thuật thứ hai, hỏa cầu thuật. Sợi thứ ba theo sát sau đó hóa thành một sự chết chóc, trở thành sát lục kiếm khí vô tận do sát lục kiếm quyết hóa thành. Tiếp theo đó là sợi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, trong nháy mắt liền có mấy trăm sợi tơ bạc bay lên, hóa thành tất cả những thần thông mà Vương Lâm đã nhìn thấy khi còn ở bức thứ nhất như tịch diệt trì, hoang tuyền trì, hóa ma trì. Trong những thần thông này có những thần thông của hắn, còn lại là hắn đã từng nhìn thấy của những người khác thi triển. Sau mấy trăm sợi tơ bạc này thì những sợi tơ còn lại ở trên phất trần cũng liên tục tách rời ra. Rồi một lần nữa hóa thành những thần thông. Trong đó có những thần thông của Thanh Thủy, có thần thông của Tư Đổ Nam, còn có hô phong hoán vũ, sơn băng địa liệt của Bạch Phàm nữa. À, những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. 3.000 sợi tơ ở bên ngoài cái khe ở trước mặt Vương Lâm thì bất ngờ hóa thành 3.000 thần thông mà cả đời Vương Lâm đã từng chứng kiến. Trong đó còn có thần thông của đám người Thanh Lâm, Thủy Đạo Tử, Lỗ Phu Tử, thậm chí là thần thông của đám người Thái Cổ Ngũ Tôn. Chu Thuốc đời thứ nhất, thứ hai cũng không ngờ cũng ở trong đó nốt. 3.000 sợi tơ, 3.000 đại đạo, 3.000 thần thông. Phạm là những thần thông trong trí nhớ của Vương Lâm thì tại giờ phút này gần như hơn phần nửa đã xuất hiện ở trong tinh không này. 3.000 thần thông này thì hoàn toàn dung hợp lại với nhau theo cái phất trần vung tới thì bao phủ toàn bộ tinh không ở xung quanh Vương lâm Hướng về phía hắn, âm bầm mà lao tới Có lẽ một hai thần thông hoặc thậm chí là cả trăm loại thần thông cũng không có vấn đề gì Cho dù ba nghìn thần thông thì cũng không đáng ngại Nhưng mà lúc này thì ba nghìn thần thông kia là do phất trần thiên kiếp này hóa thành Và trên mỗi một thần thông đều lộ ra một cái khí tức mà Vương Lâm rất là quen thuộc Những khí tức này thì không ngờ chính là tiên lực vì vậy mà uy lực của chúng đủ để dung chuyển thiên địa. Tiên khí này cũng không phải là khí tức của tiên ngọc ẩn chứa trong tứ đại thiên giới, mà là khí tức của tiên nhân đích thực. Chính vì vậy mà hào quang màu vàng đến từ huyết mạch kia, nếu không phải đã gặp được người điên, nếu không phải trên mi tâm của Vương Lâm có giọt máu màu vàng do tiên nhân bắt diệt thể hóa thành từ trước đó, thì tất nhiên hắn sẽ không phân biệt được sức mạnh thi triển ra 3.000 thần thông này. Nhưng mà trong nháy mắt, à, hắn liền cảm nhận được thì độc tử trong hai mắt co rụt lại. Nhìn ba nghìn thần thông đang ẩm từ bốn phía lao tới, ánh mắt lộ ra sát khí. Lúc trước, ta đã nghi ngờ thiên kiếp này đến từ viễn cổ tiên vực. Thế giới đằng sau cái khe kia thì chính là viễn cổ tiên vực. Lúc này cảm nhận được tiên khí tinh thuần này. Như vậy, rất hiển nhiên viễn cổ tiên vực kia rất có liên quan lớn đến tiên cương đại lục mà ta đã nhìn thấy lúc trước. Từng trận hào quang màu vàng lạnh lẽo từ trong 3.000 thần thông này lóe lên, lao thẳng tới Vương Lâm. Những thần thông này trong tiếng gầm ầm thì nhảy mắt đã thấy gần xung quanh Vương Lâm lần lượt mà giáng xuống. Tiếng gầm ầm giờ phút này vang lên kinh thiên động địa, khiến cho cả tinh không phải run rẩy. Dưới một vài đợt tấn công điên cuồng thì thân ảnh Vương Lâm bị hào quang màu vàng kia trực tiếp che phủ. Từ xa nhìn lại đã không còn thấy thân ảnh của hắn. Cùng với lúc đó, thì từ bên trong cái khe lại một lần nữa bay ra một vật. Vật này là một tòa bảo tháp chín tầng, có thân màu vàng, còn có một sự uy áp vô thượng nổi lên ngập trời. Nó từ trong cái khe bay ra, sau khi mà xuất hiện thì tự bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành cao mấy vạn trượng, hướng về chỗ thân ảnh Vương Lâm đang bị kim quang che phủ mà ầm ầm lao tới trấn áp Vương Lâm. Chính là Tam Thiên Phất Trần là thiên kiếp, Trấn Thiên Pháp Bảo cũng là thiên kiếp. Thiên kiếp thứ ba lần này giáng xuống Vương Lâm từ trước tới giờ thì chưa từng có. Sự hùng mạnh của nó lại càng là kinh người. Nếu tu vi của Vương Lâm chỉ là không biết sơ kỳ, thì hắn chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Thậm chí cho dù là tu vi của hắn có đạt tới không biết đại viên mãn, thì dưới thiên kiếp này cũng nhất định là phải bỏ mạng. Cho dù không linh trung kỳ như ngày nay, nếu đổi lại là một bậc toàn năng bình thường với một đạo bổn nguyên thôi, thì dưới thiên kiếp này hắn cũng không thể sống sót. Giờ đây thì bảo tháp màu vàng 9 tầng kia trong tiếng ầm ầm trực tiếp mà bao phủ vị trí 3000 à, thần thông đang tấn công Vương Lâm. Sau một tiếng nổ ầm ầm kịch liệt vang lên thì vạn vật đều trở nên yên tĩnh. Trong đám sương mù bao phủ trong vạn dặm này chỉ có lại một tòa bảo tháp 9 tầng màu vàng dường như đã tồn tại từ xa xưa. Đám người Nam Vân Tử ở bên ngoài đám sương mù trong sự yên tĩnh đột ngột này lập tức chấn động tâm thần. Nam Vân Tử nhìn chằm chằm vào đám sương mù, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tư Đồ Nam trầm mặt, mơ hồ cảm thấy có một chút không ổn. Hắn không nói một lời nào, thân thể nhoáng lên à, muốn là nhảy vào trong đám sương mù kia để cứu Vương Lâm, nhưng mà thân thể hắn vừa động liền lập tức bị Nam Vân Tử ở bên cạnh vung tay phải lên cản lại. Nam Vân Tử, mày muốn cản trở ta sao? Tư Đồ Nam quay mạnh đầu lại, hai mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm Nam Vân Tử trong lời nói ẩn chứa sát khí ngập trời hắn biết mình không phải đối thủ của nam văn tử nhưng giờ phút này khi mà mơ hồ nhìn thấy vương lâm đang gặp nguy cơ không ổn với tính cách của tư đồ nam hắn dù ngay cả sư tôn thanh lâm ở trước mặt hắn cũng sẽ không một chút do sự mà ra tay nam văn tử thì không để tới lời nói của tư đồ nam mà trầm mặc ít lâu rồi trầm giọng nói phòng tôn độ kiếp chúng ta không nên xen vào nếu như người manh động chẳng những sẽ không có tác dụng mà ngược lại Khiến cho phân tâm đó Từ đồ nam nhìn vào trong đám sương mù Nắm chặt tay lại trầm mặc trong chốc lát Thanh âm khàn khàn chậm rãi chuyển ra khỏi miệng Được Ta sẽ chờ nửa nén nhang nữa Nếu sau nửa nén nhang mà vẫn yên tĩnh như vậy Ta nhất định sẽ phải xông vào đó Nam Vân Tử thầm than không nói gì Trong hai mắt đang nhìn vào trong đám sương mù Vẻ lo lắng càng đập ở một hướng khác thì chiến lão quỷ kia thần sắc lại càng thêm hưng phấn. Hai mắt lóe lên hào quang, hắn liếm liếm môi thì thảo tự nói. Tam thiên phất trần, trấn tiên tháp bảo sao? Hẳn là vẫn còn một vật tên là phong mật nữa. Năm đó, khi hắn bài trí thiên kiếp, trong phủ đó đã phủ ba pháp bảo này đưa vào trong đó. Lời nói của chiến lão quỷ rất là khó hiểu, trong lúc thì thảo ánh mắt nhìn về phía đám sương mù lại càng thêm quỷ dị thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua chờ đợi trong nửa nén nhang đối với cả tư đồ nam mà nói giống như dài mấy năm vậy mấy ngàn tu sĩ giới nội kia từng người từng người lo lắng tâm thần nổi lên một cảm giác không ổn chả lẽ phong tôn độ kiếp thất bại hay sao phong tôn quyết không thể thất bại được nhưng mà đã yên lặng quá lâu như vậy rồi rốt cuộc thì ở bên trong đã xảy ra cái chuyện gì sự bối rối đã nảy sinh trong tâm thần của mấy ngàn tu sĩ giới nội này khiến cho tất cả bọn họ đều cảm thấy lo lắng. Và ngay khi tư đồ nam không thể chịu đựng nổi nữa, muốn nhảy vào trong đám sương mù, thì từ bên trong đám sương mù đã yên tĩnh suốt nửa nén ngang. Đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa và lên ngập trời. Ở sâu bên trong đám sương mù trong vạn dặm thì một tòa bảo tháp tồn tại duy nhất kia lúc này toàn thân chợt run lên. Và tiếng nổ kia thì chính là từ bên trong đó âm ầm mà chuyển ra. Ở bên trong tòa bảo tháp này thì trong một sự hỗn độn, toàn thân Vương Lâm bị 3000 sợi tơ bạc quấn quanh. 3000 sợi tơ bạc kia chính là 3000 thần thông và những thần thông này giáng xuống người Vương Lâm giống như quay trở về bổn nguyên vậy, lại một lần nữa biến thành những sợi tơ quấn chặt lấy Vương Lâm giống như phong ấn hắn. Ở bên trong bảo tháp này còn có từng trận hào quang màu vàng bao phủ. Hào quang kia tràn ngập một ý chí bá đạo, muốn lấy ánh sáng luyện hóa Vương Lâm, muốn lấy tiên lực kia để hòa tan hắn. Nhưng thiên kiếp này không biết rằng Ở trong mi tâm có huyết mạch của tiên nhân tinh thuần nhất ở trong thiên địa này Thiên kiếp này cũng chỉ có những thần thông như thế này thôi sao Nếu quả thật đã như vậy Thì thiên kiếp này quá yếu Vương Lâm nghĩ như vậy Hắn bị ba nghìn sợi tơ bạc quấn quanh Lắc đầu một cái toàn thân phóng đại lên Tinh điểm cổ thần hiện ra trên mi tâm hắn nhanh chóng chuyển động Từng trận cổ thần lực lưu chuyển toàn thân Khiến cho thân thể hắn trong tiếng ầm ầm mà điên cuồng bành trướng 10 triệu, 30 triệu, trăm triệu cho đến mấy trăm triệu. Toạt nhìn hắn giống như là một người khổng lồ vậy. Những sợi tơ bạc quấn quanh thân thể hắn bị kéo căng ra, thậm chí còn có một số trực tiếp bị đứt tung nữa. Và cuối cùng khi thân thể Vương Lâm trở thành cổ thần, khí tức cổ thần từ bên trong thân thể hắn đột nhiên khuếch tán mà ra, tất cả những sợi tơ đều bị đứt hầu như chẳng còn. Không chịu đổi một đòn, Vương Lâm lại lắc đầu, thân thể hướng lên phía trên mà bước tới, tay phải quấn nắm chặt lại. Cổ thần lực như là sóng lớn quận lên rồi tung ra một quyền đánh về phía đỉnh của ngọn tháp. Ờ <laughs> à, Cho lúc mà đọc truyện thì mình cũng sẽ có một chỗ đôi lúc gọi là dừng nghỉ để gọi là tương tác với cả mọi người. Tại vì cái kênh YouTube ấy thì bây giờ phải làm theo nguyên tắc của nó nếu đọc chỉ y nguyên chuyện không thôi thì khả năng cao là sẽ bị đánh lỗi mà cũng sẽ phải có một chút tương tác gọi là làm thay đổi cái nội dung một chút đi như vậy thì có thể là hy vọng rằng nó sẽ có thể là duyệt kiếm tiền lại cho mình được nên là có thể trong quá trình nghe thì có một số chỗ nó gây ra cái sự khó chịu hoặc là không được liền mạch cho mọi người thì rất là mong mọi người có thể thông cảm cho mình rồi chúng ta tiếp tục À, Vương Lâm tung ra một quyền. Phía sau Vương Lâm lập tức có đầu lâu của đạo cổ biến ảo hiện ra. Đầu lâu này thì lớn vô cùng, lúc mà xuất hiện cũng không hề mơ hồ mà giống như thực chất vậy. Hiện ra phía sau Vương Lâm rồi phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Tiếng gầm thét này chấn động tám phương khiến cho Vương Lâm lúc này dường như có được một thần uy vô tận. Vương Lâm bước từng bước tới, khi mà tới đỉnh tháp kia hắn liền xuất ra một quyền một quyền vung lên đầu lâu đạo cổ phía sau lưng Vương Lâm thì càng gầm thét thêm kịch liệt, thậm chí còn chuyển động trực tiếp lao qua thân thể Vương Lâm, dung hợp với một quyền quán, hình thành một quyền có thể dung chuyển cả thiên địa. Tiếng ngầm ầm kịch liệt vang vọng không gian, cơ hồ chỉ trong phút chốc thôi, khi mà nắm tay Vương Lâm chạm vào đỉnh tháp thì toàn bộ tháp chấn động kịch liệt. Thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau vài bước, hai mắt lóe lên hàn quang, trong tiếng cầm nhẹ liền đánh ra quyền thứ hai những tiếng bùng bùng bàng bàng kinh thiên vang lên bảo tháp trong khi chấn động liền có những cái khe li ti xuất hiện chỉ là một cái tháp thôi mà cũng dám phong ấn vương lâm ta sao vương lâm hét lớn một tiếng tay phải nắm lại ầm ầm đánh ra quyển thứ ba rơi vào thân tháp trong tiếng chấn động vang trời thì những cái khe kia bị xé toang ra không ngừng lan ra trực tiếp quách tán tới thân tháp và cuối cùng thì ầm một tiếng bảo tháp này dưới ba quyền của vương lâm trực tiếp hoàn toàn sụp đổ. Vô số mảnh nhỏ bị quấn đi tràn về bốn phương tám hướng. Lúc này đây, nếu ở bên trong đám sương mù trăm vạn dặm này thì có thể nhìn thấy rõ ràng được khi mà bảo tháp sụp đổ thì những mảnh nhỏ giống như là bị gió lốc cuốn đi vậy trong tiếng rít bén nhọn mà khuếch tán ra. Người ta cũng có thể chứng kiến được ở bên trong bảo tháp vừa sụp đổ đó thì trong kim quang vạn trượng đang tỏa ra có vương lâm với mái tóc bạc trắng đang chắp hai tay sau lưng thong dong bước ra. Thiên kiếp tuy mạnh thật nhưng Vương Lâm vẫn không để ý chút nào. Theo anh thấy thì thiên kiếp này không thể trừng phạt hắn được. Và trong tích tắc khi mà Vương Lâm ra khỏi bảo táp vừa sụp đổ thì cái khe vạn trượng trên bầu trời lại truyền ra một tiếng gầm thét trầm trầm. Cùng lúc đó khi mà kim quang lóe lên chỉ thấy từ trong kim quang đó một pháp bảo thứ ba bay ra. Bảo vật này là một vòng tròn ánh sáng màu vàng. Nó vừa mới xuất hiện thì liền khiến cho cái khe lan ra kim quang chói mắt hơn nữa. À, còn có một luồng uy áp tràn ra. Uy áp này thì vượt xa hai pháp bảo trước đó. Trong nháy mắt khi mà chuyển tới liền khiến cho sương mù tràn ngập trăm vạn trượng lại càng lan ra thêm nữa. Đám người tư đồ nam ở bên ngoài sương mù trong nháy mắt khi cảm nhận được cái luồng uy áp thứ ba này thì tâm thần đều run lên. Mơ hồ có một cảm giác như đối mặt với thiên uy vô thượng vậy. Nam Văn tử biến sắc mặt Thân thể theo tiềm thức lùi lại phía sau mấy trăm trượng Hắn còn đến như thế Thì không cần phải nói tới những người khác Mấy ngàn tu sĩ bao gồm cả tư đồ nam Đều lập tức phải lùi ra phía sau ngay lập tức Có mấy tu sĩ trong đó lùi lại hơi chậm một chút thôi Liền bị uy áp đó ập tới Thân thể run rẩy trực tiếp phun ra ngụm máu tươi Sắc mặt thì tái nhợt Đây Đây là thứ pháp bảo gì vậy Nam Vân Tử vừa lùi lại phía sau Hai mắt vừa lộ vẻ không thể tin nổi. Với tu vi của hắn có thể cảm nhận được uy áp này không phải do tu sĩ truyền ra, mà là một khí tức của pháp bảo. Bên ngoài sương mù trăm vạn dặm, duy nhất chỉ có một người không bị khí tức pháp bảo này ảnh hưởng, đó chính là Triền Lão Quỷ ở một hướng khác. Mái tóc bạc phơ của hắn không gió mà tung bay, hai mắt lộ ra những tia sáng càng kỳ dị ánh mắt của lão vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vương lâm trong sương mù lần đầu tiên chuyển hướng rơi vào quầng sáng màu vàng xuất hiện từ cái khe xa xa kia phong mệnh hoàn vật này chính là trong trí nhớ của hắn năm đó nó bị biến thành bảo vật thứ ba của thiên kiếp bảo vật hay dù ở tiên cương đại lục cũng có danh tiếng nhất định đáng tiếc thân thể của ta Chiến lão quỷ lắc đầu thầm than một tiếng, nhưng lập tức hai mắt hắn liền sáng ngời, nhưng nếu Vương Lâm có thể thu phục được bảo vật này thì hắn, thì hắn càng có thể là người thứ ba Chỉ là muốn thu phục được bảo vật này Thì rất khó khăn đó Quần sáng màu vàng kia thì chuyển giao uy áp Khiến cho Vương Lâm cũng cảm thụ được rõ ràng Hai mắt hắn lóe sáng Lần đầu tiên tỏ ra vẻ hứng thú Trong tích tắc khi mà hai mắt Vương Lâm nhìn lại Thì quần sáng màu vàng này cũng đột nhiên sững lại uy áp đột nhiên ầm ầm tăng mạnh trở nên vô cùng cuồng bạo uy áp tăng mạnh lập tức khiến cho trăm vạn dặm mà quanh sương mù ầm ầm quay cuồng khiến cho đám người bấy ngàn thu sĩ giới nội bên ngoài lại biến sắc lùi lại phía sau một lần nữa cùng với lúc đó thì cuồng sáng màu vàng trong uy áp cuồng bạo tràn ra lóe lên lao thẳng tới vương lâm trong lúc lao tới đó cuồng sáng màu vàng này bành trướng lên một cách quỷ dị hóa thành lớn tới mấy trăm trượng dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt bao phủ bên ngoài thân thể Vương Lâm, từ trên trời giáng xuống, sau khi bao phủ liễn án liền nhanh chóng co rút lại. Hai mắt Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị. Hắn không hề né tránh mà cứ đứng ở đó, thong dong nhìn vật này co rút lại. Trong thời gian ngắn đó, thì quang sáng màu sương mù màu vàng này đã từ trăm trượng liền hóa thành nhỏ chỉ vài thước, hình thành một quần sáng nhỏ trực tiếp bao phủ bốn phía Vương Lâm ghi sát vào da thịt của hắn giống như phong ấn hình tròn vậy. Phong ấn hình tròn này kề sát da thịt Vương Lâm, ăn sâu vào. Đồng thời còn có một luồng sóng gợn vô hình truyền vào trong cơ thể hắn, xuyên qua huyết nhục quán, trực tiếp hóa thành một vầng sáng ở bên ngoài nguyên thần, phong ấn nguyên thần hắn. Thậm chí còn chưa hết đâu. Sau khi mà phong ấn nguyên thần thì sóng gợn này lại truyền vào, hóa thành vô hình, truyền vào trong hồn phách Vương Lâm, phong ấn cả hồn phách của hắn. Đây đúng là phong mệnh hoàn. Hai mắt Vương Lâm nhắm lại, thần sắc bình tĩnh. Giống như hết thảy mọi thứ đều không tồn tại vậy. Giống như không hề phát hiện ra. Nhưng trong hai mắt của hắn đang nhắm lúc này lại ẩn chứa sự tính toán. Hắn đã động tâm với bảo vật này. Hắn muốn dùng lực lượng tâm thần để mà nghiên cứu kết cấu bảo vật này, tìm kiếm sơ hở để mà có thể chiếm được nó. Do đó, phương pháp nhanh nhất chính là tự thân cảm thụ nó. Trong thiên kiếp này thì hắn không muốn né tránh túy để cho bảo vật của thiên kiếp đánh tới là muốn nghiên cứu ra phương pháp cướp bảo vật này. Loại chuyện này từ cổ trí kim cũng chỉ có một mình Vương Lâm mới có thể thông xong mà làm mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì hắn vốn là kẻ lớn gan rồi lại trải qua vô số lần sinh tử khiến hắn càng nhìn thấu nhiều hơn. Giờ phút này thì Vương Lâm nhắm hai mắt, hết thảy thiên địa đều là giả dối. Lúc này tâm thần hắn đã vận chuyển tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Đây là do bản thân Vương Lâm là cổ thần, là tu sĩ lấy cảm ngộ uh, năm đạo bổn nguyên, lấy kinh nghiệm nhân sinh và tu đạo hơn 2000 năm, lấy khí tức mênh mông của bậc đại nho tổng hợp lại một chỗ, hình thành sức tính toán kinh người này. Tâm thần hắn thầm tính toán, cảm nhận thấy mình đã không còn thân thể, bản thân tiêu tán, chỉ còn lại một một mình quần sáng màu vàng này mà thôi. Quầng sáng màu vàng này thì phát ra kim quang vô tận, Kim quang này là do hơn 10 triệu ký hiệu tạo thành. Chúng nhanh chóng xoay tròn. Và cũng bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh khiến cho quần sáng này trông như thực chất vậy. Mỗi một ký hiệu đều ẩn chứa một luồng khí tức. Hơn 10 triệu luồng ký hiệu khí tức này hoàn toàn bất đồng nhưng tổ hợp lại cùng một chỗ lại cực kỳ là hòa hợp. Chúng trong lúc xoay tròn có thể phong ấn thân thể người ta, phong ấn nguyên thần và cuối cùng là phong ấn cả hồn phách. Một khi phong ấn toàn bộ, chẳng khác nào nó đã phong ấn cả tính mạng của người đó. Bảo vật này cực kỳ giống với cả lực phong ấn của phong diệt tộc, nhưng cũng có một chút bất đồng. Mọi chuyện nói ra thì thông thả vậy thôi, nhưng thực chất, đối với cả Vương Lâm mà nói thì chỉ trong cái nháy mắt suy tính. Và chỉ trong tích tắc này hắn đã nhìn được rất nhiều thứ. Bảo vật này mới chỉ là bán thành phẩm, nó không biết đã bị người phương nào dùng thần thông dung nhập vào bên trong thiên kiếp nương theo thiên kiếp khiến cho bảo vật này không ngừng hoàn thiện. Lúc này còn cách lúc nó hoàn thiện không xa lắm. Và nếu để qua vạn năm nữa thì sợ là có thể là hoàn thành rồi. Có ý tứ. Thiên kiếp. Ta tự hồ đã rõ ràng một chút rồi đó. <laughs> Khóe miệng Vương Lâm nở ra nụ cười. Nhưng vào lúc này thì tiếng gầm thét từ trong cái khe vạn trượng trên bầu trời vừa chuyển ra càng rõ ràng hơn. Giống như là sát bên tai vậy. Cùng với lúc đó thì một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở bên trong cái khe. Thân ảnh này vừa xuất hiện thì trong cái khe liền tràn ra một luồng khí tức cổ thần. Trong tích tắc khi mà thân thể đó bước ra khỏi cái khe, lộ ra toàn thân thể, thì Vương Lâm thấy đó đúng là một cổ thần thật. Trên mi tâm của cổ thần này có 8 tinh điểm nhanh chóng mà xoay tròn thần sắc dữ tợn nhưng hai mắt lại trống rỗng giống như không còn thần trí. Tinh điểm trên mi tâm của hắn cũng bất đồng với cả Vương Lâm, hơi ảm đạm, hình như đã bị phong ấn. Cổ thần này lao ra khỏi cái khe, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên, lao thẳng tới Vương Lâm đang nhắm mắt ở phía xa. Chưa hết đâu, tại vì phía sau cổ thần này, bên trong cái khe đó lại truyền ra tiếng giết gào nữa. Chỉ thấy ba cổ thần khác thân thể ngàn trượng đồng thời bước ra. Ba cổ thần này ra rẻ thô ráp thân thể còn có vô số vết dẹo, giữa tợn mà lao tới Vương Lâm, Tiếng gầm trầm trầm lại vang lên. Từ trong cái khe, sau khi mà bốn cổ thần bước ra không tới một nhịp thở, thì lại có ma khí quẩn quận tràn ra nữa. Ma khí này đen như mực, tràn ra liền hóa thành bốn cổ ma. Bốn cổ ma này không ngờ cũng có tám ma tinh, mang theo vẻ tàn nhẫn khát máu, nanh ác, cười vang, theo sau cổ thần mà nhằm tới vương lâm phóng tới. Chưa hết, tại vì phía sau bốn cổ ma đó, thì yêu khí kinh thiên, trong tiếng gầm thét liền tỏa ra nữa Và trong yêu khí có bốn cổ yêu bát tinh Thân thể như xương khói uốn lượn quỷ dị hiện ra Bộ dáng của chúng thì đáng sợ vô cùng Móng tay sắc bén, màu da xanh mét Khiến cho bốn cổ yêu trông càng thêm khiếp hãi Bốn cổ thần, bốn cổ ma, bốn cổ yêu Mười hai cổ tộc bát tinh trong giờ phút này vườn quanh bốn phía vương lâm Gầm thét áp sát tới Ngày càng gần Vương Lâm vẫn còn đang nhắm mắt, vẫn còn đang tính toán sơ hở của kết cấu quầng sáng. Tâm thần của anh đang đặt trong vài tỷ ký hiệu nghiên cứu rõ ràng từng cái một để khiến cho kim quang tiêu tán. Và trong thời gian ngắn ngủi này thì mười mấy triệu ký hiệu đã bị Vương Lâm điều khiển ba phần. À, sau khi mất đi ánh sáng liền khiến cho quầng sáng kia cũng hơi ảm đạm đi một chút. Hắn tự hồ còn chưa phát hiện ra giờ phút này ở bên ngoài thân thể của mình. Đang có 12 cổ tộc đang mang theo sát khí trong nháy mắt đã tới gần hắn. Và người đầu tiên xuất hiện bên cạnh Vương Lâm chính là cổ thần bước ra đầu tiên. <laughs> uhm, trên ngực cổ thần này có một vết sẹo khổng lồ giống như là từ thời xa xưa đã có người suýt chém vỡ lồng ngực quán vậy. Bát tinh cổ thần này cho dù là không phải vương tộc cổ thần thì cường độ thân thể cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng dù là vậy thì vẫn có thể bị gây nên thương thế nhường ấy. Thì có thể tưởng tượng được rằng cái sự cường đại của cái người ra tay năm xưa mức độ đến như thế nào. Wow! Cái tiếng giống đó. Cổ thần nọ tới cách vương lâm không tới 100 trượng. 100 trượng này dù xa nhưng đối với cả cổ thần có thân thể ngàn trượng mà nói thì không đủ khoảng cách một quyền. Bát tinh cổ thần đó gầm thét tay phải vung một quyền đánh thẳng tới Phương Lâm. Một luồng gió lốc mang theo sóng gợn ẩm vang cuốn động sương mù bốn phía. Phía sau cổ thần này cũng xuất hiện một hình ảnh hư ảo khổng lồ. Hình ảnh hư ảo này cũng là một cổ thần, chẳng qua cổ thần này mặc một bộ áo giáp. Một luồng khí tức sát lục vô tận tràn ra từ hư ảnh đó, trên mi tâm của hư ảnh không ngờ lại có tới 9 tinh điểm à, vương lâm vốn là cổ thần đúng hơn là vương tộc cổ thần hắn hiểu rất rõ là hễ cổ thần à, phía sau có hư ảnh chỉ đều là kẻ có được truyền thừa thuần phục người khác hư ảnh đó là một loại à, tượng trưng cho thân phận và cổ tinh cổ và cổ thần bắt tinh này hoặc là được truyền thừa hoặc là đã thuần phục cổ thần kiểu tinh hư ảo mặc áo giáp phía sau hắn Vương Lâm cho dù nhắm mắt nhưng hắn đều có thể cảm thấy rõ mọi sát cơ. Lúc này thì một quyền của bát tinh cổ thần đánh tới, tinh không run rẩy. Khi mà nắm tay còn cách thân thể Vương Lâm chưa tới 10 trượng thì cuồng phong đã gào thét ập tới rồi. Lúc này thì Vương Lâm vẫn không mở mắt. Thân thể bước về phía trước nửa bước, một trưởng dơ lên va chạm với nắm tay cổ thần nọ. Một trưởng đánh ra này, Vương Lâm cũng không dừng lại mà cất bước tiến về phía trước trưởng tâm hất sang bên cạnh. Đôi mắt của cổ thần vốn ảm đạm trong tích tắc này liền lộ ra vẻ không thể tin nổi. Một quyền toàn lực quán không ngờ bị Vương Lâm nhẹ nhàng gạt ra. Sau khi gạt nắm tay của cổ thần ra thì bàn tay Vương Lâm liền nhẹ nhàng vỗ lên trên thân thể quán một cái. ầm một tiếng thân thể cổ thần bát tinh đó phun ra máu tươi thân thể bịch, bịch 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 lùi lại phía sau vạn trưởng Trong lúc này ba cổ thần khác từ ba hướng lao thẳng tới Vương Lâm vung quyền đánh tới. Ba quyền toàn lực của cổ thần Bát Tinh thì sức mạnh đã đạt tới một mức độ cực kỳ là khủng bố. Trong tích tắc khi ba quyền này tới gần, mi tâm Vương Lâm liền có thất tinh chuyển động, tinh điểm của vương tộc cổ thần đột nhiên xuất hiện. Trong thời gian tích tắc này dường như chậm lại vậy, Vương Lâm vẫn luôn nhắm hai mắt thong dong bước về phía trước nửa bước, vỗ nhẹ lên nắm tay một cổ thần. Thân thể ở cổ thần liền ầm ầm chấn động, nắm tay không khỏi phải hạ xuống, bị Vương Lâm đi tới phía trước người ấn một cái trên đồng ngực. Thân thể cổ thần nọ kịch chấn, khóe miệng trào máu tươi, thân thể bị quấn ra xa vạn trượng. Sau đó Vương Lâm xoay người, hai bàn tay vung lên bắt lấy hai nắm đấm của hai cổ thần khác. Cho dù hắn chỉ bắt được một phần nhỏ thôi nhưng mà dường như lại nắm được hồn phách của hai cổ thần này giật mạnh một cái ra ngoài. Trong tiếng chấn động kinh thiên, hai cổ thần kia đồng thời phun ra máu tươi thân thể bị ném ra xa. Mọi chuyện nói ra thì thông thả thế thôi, nhưng diễn ra chỉ trong nháy mắt. Vương Lâm đẩy lùi bốn cổ thần, quần sáng màu vàng nọ lúc này đã ảm đạm đi một nửa rồi, nhanh chóng tiêu tán. Một khi mà quần sáng màu vàng này hoàn toàn biến mất thì chẳng khác nào nó đã bị Vương Lâm nắm giữ hoàn toàn. À, cổ thần mặc dù bị đánh lui ra vạn trượng, nhưng phía sau họ vẫn còn bốn cổ ma lộ ra vẻ dữ tợn khát máu. Bọn chúng nhằm về phía phương lâm, ma khí ngập trời, rất nhiều thần thông của cổ ma biến ảo hiện ra. Những thần thông nọ kỳ dị vô cùng, hoặc hóa thành pháp khí cổ ma, hoặc hình thành ma hồn gào thét thê lương, vần quanh bốn cổ ma lao thẳng về tới vương lâm. Một chiến phủ khổng lồ hiện ra, nó là pháp khí của cổ ma, được một trong bốn cổ ma biến ảo ra. Một phủ này chém về phía vương lâm, Hắn mặc dù đang nhắm hai mắt nhưng thần sắc lúc này đã trở nên âm lãnh. Cổ thần là cùng tộc hắn có thể hơi nương tay một chút. Nhưng cổ ma thì... Nhưng cổ ma và cổ yêu đều không phải đồng tộc với cả Vương Lâm. Trong nháy mắt khi mà chiến phủ kia hạ xuống, thân thể Vương Lâm nhoáng lên. Trường phải dơ lên, trường phải dơ lên đặt vào lưỡi phủ nhấn một cái. Thân thể cổ ma đó run rẩy kịch liệt lưỡi búa bị chấn động ầm ầm tan nát hóa thành vô số ma khí sắp sửa tiêu tan thì đột nhiên sững lại không ngờ lao thẳng về phía mắt trái của vương lâm trong tích tắc thì ma khí này đã bị hấp thu sạch sẽ đồng thời cùng lúc đó thân thể vương lâm bước về phía trước lấy một tốc độ khá phá không mà lao tới trước người cổ ma tay phải đặt lên ngực hắn nhấn một cái năm ngón tay co lại túm mạnh một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên thân thể cổ ma bắt tinh này ầm ầm tan nát hóa thành vô số huyết nhục tàn ra một cỗ ma khí nồng đậm tới cực điểm bị phương lâm lôi ra đặt vào mắt trái cảnh tượng này không làm cho ba cổ ma còn lại dừng lại chúng giống như là đã bị mất đi thần trí vậy lúc này hoàn toàn hành động theo bản tính tàn nhẫn và khát máu không để ý tới thứ gì hết mà vẫn vọt tới trong đó có một cổ ma ở phía sau Vương Lâm há miệng cắn ra một cái, đem Vương Lâm nuốt vào trong miệng. Cùng với lúc đó thì hai cổ ma khác một tả một hữu tới bên cạnh Vương Lâm, biến ảo ra thần thông, mang theo ma khí gào thét đánh thẳng về phía hắn. Thậm chí thì bốn cổ yêu lúc này cũng đã áp sát. Thần sắc Vương Lâm à, bình thản hai mắt vẫn luôn nhắm chặt lại. Quần sáng trên trán hắn lúc này hầu như đã ảm đạm hoàn toàn, chỉ còn một tia kim quang đang rãy rụa. Hắn không xoay người lại mà trong nháy mắt khi mà cổ ma kia cắn đốt hắn, thân thể hắn liền bước lùi lại phía sau một bước, lấy lưng của mình trực tiếp đụng vào người cổ ma. ầm một tiếng, cổ ma nọ phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết, ma khí nổ tung hình thành một cơn gió lốc. Và trong cơn gió lốc này thân thể cổ ma tan nát, thân thể vương lâm không dừng lại một chút nào trong tích tắc khi mà đi ra khỏi À, cơn lốc liền vung tay trái lên đặt vào thân thể một cổ ma khác à, nhân quả ấn lại một lần nữa xuất hiện vừa hấp thụ ma khí của cổ ma thân thể vương lâm vừa nhoáng lên tiến gần tới cổ ma cuối cùng đoạn đường này thì đầy dẫy thần thông của cổ ma đã bị vương lâm xuyên qua như là những vật trong suốt vậy trong ánh mắt không thể tin nổi của cổ ma đó vương lâm trực tiếp đặt một trưởng lên ngực cổ ma trong tiếng ngầm mầm vang vọng thân thể của ma đó hóa thành sương mù không kịp tiêu tán thì đã bị hút vào trong bàn tay Vương Lâm một cách quỷ dị, sau đó thì tan thành bầy khói. Cảnh tượng này cũng không khiến cho bốn cổ yêu kia dừng lại một chút nào mà từ bốn phía gầm thét lao tới Vương Lâm. Vương Lâm không di động thân thể mà tay phải đặt lên trên mắt phải đang nhắm, nhít một cái. Và trong tích tắc khiến ngẩng đầu lên thì tia kim quang còn dãy dụa kia liền tiêu tan. Do đó Quang giới trên trán hắn vào lúc này đã hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào nữa. Sau đó hai mắt Vương Lâm mở ra. Bên ngoài trăm vạn dặm sương mù, chiến lão quỷ lộn ra thần sắc kích động. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm ở sâu trong sương mù, hai mắt ngày càng sáng. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn không ngờ có thể thu phục được bảo vật này. Khả năng hắn là người thứ ba không phải ba phần nữa mà là năm phần rồi ta ở trong phủ tìm vô số năm nay, bảy màu ở bên ngoài phủ cũng không tìm mà cũng tìm vô số năm nay mà chúng ta mãi mãi không thể tìm ra được người thứ ba, không biết người thứ ba này là ai, nếu có thể tìm ra, à, nếu ta có thể, nếu có thể tìm ra, nếu có thể để ta tìm ra trước thì hai mắt trên lão quỷ bừng sáng, hung hăng nắm chặt tay lại, Quay lại chỗ Vương Lâm thì Vương Lâm đứng ở nơi đó trong tích tắc khi hai mắt hắn mở ra thì ở mi tâm của hắn giọt máu màu vàng do thiên nhân bất diệt thể biến thành xuất hiện cùng với cả quần sáng màu vàng lan tràn ra trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ quần sáng. Quần sáng nọ liền bộc phát kim quang mạnh mẽ hơn nữa. Chẳng qua kim quang lần này là thuộc về Vương Lâm. Các người muốn chết sao? Mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay, quần sáng màu vàng trên trán sáng chói, toàn thân bạch y như tuyết. Khi mà nói xong lời này thì trong nháy mắt, một luồng khí tức sát lục ngợp trời từ trong thân thể hắn tỏa ra. Trong khí tức sát lục này, tay phải Vương Lâm dơ lên điểm về phía bầu trời, đột nhiên có một trưởng ấn khổng lồ màu vàng biến ảo hiện ra. Dịch linh ấn Vương Lâm từ sau khi mà mộng đạo thức tỉnh thì đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra thần thông này. Uy lực của nó so với cả năm xưa thì cường đại hơn vô số lần. Giờ phút này vừa đánh ra liền khiến cho tinh không phải chấn động. Trưởng ấn bao phủ vô tận tinh không đánh xuống. Bốn cổ yêu thân thể đồng thời run rẩy trong tiếng kêu thảm thiết trực tiếp bị trưởng ấn xuyên thấu qua cơ thể tan thành bây khói. Yêu khí tràn ngập mà. Nhất thể ngưng tụ vào mắt trái của Vương Lâm bị Vương Lâm hấp thu toàn bộ. Còn có bốn người các người nữa Thân thể à thân là cổ thần tộc của ta Vốn phải chiến tử xa trường Nhưng đã bị người ta xóa đi trí nhớ Trở thành con dối Sự bi ai của các người Ta là vương tộc Có thể cảm thụ được điều đó Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ đau thương nhìn bốn cổ thần ở ngoài vạn trượng đang giết gào lao về phía mình, tay phải dơ liên điểm về phía họ một chỉ. Lập tức thì dịch linh ấn vừa đánh tan xác bốn cổ yêu liền đổi hướng, theo ngón tay của Vâng Lâm mà lao thẳng tới bộ bốn cổ thần kia. Vương Lâm nhắm hai mắt lại dường như không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Và trong tích tắc hiền nhắm hai mắt lại thì tiếng ngầm vang kinh thiên nổi lên, bốn cổ thần đó liền tan thành mây khói. Trước khi chết, khuôn mặt bọn họ dường như lộ ra vẻ được giải thoát. Thiên kiếp, đáng phải kết thúc rồi. Vô Lâm ngẩng đầu mở hai mắt nhìn cái khe vạn trượng kia cất bước về phía đó. Khi mà tới gần hắn bước vào trong cái khe, trong nháy mắt khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì đồng tử trong mắt đột nhiên co rụt lại. Vì sao? Bởi vì hắn thấy chỉ ở trong cái khe đó giống như thế giới năm đó hắn đã từng nhìn thấy, vô cùng vô tận. Ở trên mặt đất đứng sừng sững vô số tượng đá khổng lồ. Những tượng đá này đều là cổ thần, cổ ma và cổ yêu, một luồng tiên khí chân chính tràn ngập nơi này. Tuy không dày mà rất mỏng manh nhưng rõ ràng bất đồng với bên ngoài. Tiên khí này chính là khí tức của tiên cương đại lục. Phía dưới vâng lâm trên một pho tượng cổ yêu lúc này có một người thanh niên đang đứng. Người này mái tóc bạc trắng, toàn thân mặc bạch y, đôi mắt lộ ra hàn quang, hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt của Vương Lâm chính là trong tích tắc khi mà nhìn thấy người này thì mới co rụt lại. Người này dù là hình dáng, thần sắc, khí thức, hết thầy Đều hắn giống hắn như đúc Không thể phân biệt nổi Ngươi là ai? Hai mắt Vương Lâm khôi phục lại bình thường chậm rãi mở miệng Ta chính là ngươi Khóe miệng người thanh niên tóc bạc đó nhấc lên nở ra một nụ kiểu khó hiểu Cũng nhìn về phía Vương Lâm <laughs> ra về huyền hư. Vô Lâm hừ lạnh một tiếng, bước tới mấy bước, thân ảnh như là lưu tinh trong nháy mắt gào thét lao tới, không để ý tới thanh niên tóc bạc kia mà hướng về phía đại lục khôn cùng kia mà lao đi. Chỉ là ngay lúc thân thể Vô Lâm bước đi còn chưa được trăm trượng thì hai mắt hắn liền lóe lên, cước bộ dừng lại nhìn về phía trước. Vô Lâm giơ tay phải lên vỗ vào hư không phía trước người. Một trưởng này lập tức khiến cho thiên địa trước người Vương Lâm xuất hiện gọn sóng, gợn sóng nhộn nhạo hóa thành một tấm màn ngăn như là nước. Tấm màn này có tiên khí nồng đậm, làm tiêu tan một trường của Vương Lâm, đồng thời còn có lực phản chấn vô hình từ bốn phương hướng vào người của hắn. Người không vào đây được đâu. Thanh niên tóc bạc quỷ dị kia ở bên trong màn trán ở trên pho tượng cổ yêu nhìn Vương Lâm lắc đầu mở miệng nói. Người muốn biết thiên kiếp là vật gì, Người muốn biết bổn nguyên của thiên kiếp Vậy thì phải đánh bại ta Người sẽ biết được hết thảy mọi thứ Không cần kinh ngạc vì sao ta lại biết được suy nghĩ của ngươi Bởi vì ta chính là ngươi mà Thanh niên tóc bạc đứng dậy đi về phía trước Mái tóc bạc tung bay Quần áo phất phơ tỏa ra một khí chất vô cùng phiêu giật Từ cổ trí kim thì ngươi không phải là kẻ nghịch tu bước thứ ba đầu tiên Nhưng lại có thể là người thoát khỏi bổn ngã kiếp này ta rất là chờ mong ngươi có thể thành công hay không đó. Thanh niên tóc bạc kia mỉm cười nhẹ giọng mà nói, vừa nói chuyện thì thanh niên tóc bạc vừa cất bước, từng bước đi tới tấm màn ngăn, bước ra khỏi đó, đứng cách Vương Lâm 10 trượng, vươn tay hướng về phía Vương Lâm điểm ra một chỉ. Có gan hay không? Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, không nhiều lời thân thể nhoáng tiến lên về phía trước, lao thẳng tới thanh niên tóc bạc tay phải giơ lên, năm ngón tay tạo thành trường trong nháy mắt đã tới gần thanh niên tóc bạc. Bồn ngã kiếp, có chút thú vị đó. Thần sắc thanh niên tóc bạc dường như thường, đồng thời cũng tiến về phía Vương Lâm, bàn tay phải đánh ra động tác giống hệt Vương Lâm. Cảnh tượng này quỷ dị đến cực điểm, nếu có người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng phải kinh hãi. Hai người cho dù là y phục, thần sắc, bộ dáng đều giống nhau y như đúc thi triển cùng một loại thần thông. Ở trong thiên địa mênh mông này giống như hai đạo lưu tinh gào thét mà áp sát nhau. Và trong phút chốc đó hai người đã tới gần. Hai mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, hiếu trưởng trực tiếp va chạm với cả bàn tay của người thanh niên tóc bạc kia. Âm một tiếng nổ vang lên khắp cả không gian tạo thành vô số tiếng vang chuyển khắp bốn phương tám hướng, hợp thành một cái thứ giống như là tiếng gầm thét kinh thiên vậy, khiến cho người ta cảm thấy đinh tai nhức áp âm thanh không ngừng ầm ầm chấn động, lớn dần bên tai. Và trong âm thanh vang vọng này, vương lâm và thanh niên tắc bạc kia có động tác hoàn toàn giống nhau trong nháy mắt khi mà hai bàn tay đụng vào nhau năm ngón tay của hai người đồng thời hướng về phía trong chụp một cái tiếng ầm ầm lại vang lên một cơn gió lốc cuồng mãnh từ hai người bộc phát ầm ầm ra hình thành một cơn cuồng phong quấn ra bốn phía quấn bay mái tắc bạc của hai người quấn bay cả y phục thậm chí tới giờ khắc này thì thần sắc của hai người vẫn hoàn toàn giống nhau trong âm trầm lộ ra sát khí điên cuồng Động tác nắm tay lại này giống như là muốn nắm quyền vậy Trong quá trình nắm lại cũng muốn rút bổn nguyên của đối phương ra Nói chung là hết thảy mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực tế thì chỉ trong cái nháy mắt Hai người đồng thời nắm quyền hướng về phía sau giật mạnh một cái Thanh niên tóc bạc kia liền phun ra một ngụm máu tươi thân thể bị ném mạnh về phía sau thất khiếu chảy máu Mắt trái biến ảo ra ký hiệu ngọn lửa, mắt phải cũng ẩn chứa ký hiệu hình chớp rồi thì nhân quả nhưng sinh tử thật giả bổn nguyên cũng từ trong thất khiếu của hắn giống như là bị lôi ra vậy. Cuối cùng hóa thành một đám khí hôn độn bị Vương Lâm nắm ở trong tay. Nhìn lại Vương Lâm thì hắn cũng bị phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc và bổn nguyên cũng chấn động và trạng thái lúc này không khác gì cái thanh niên tóc bạc kia. Từ thất khiếu của hắn lúc này cũng có bổn nguyên bị thanh niên tóc bạc kia nắm lấy. Thân thể hai người bịch bịch lùi lại phía sau đồng thời lùi lại hơn trăm trượng không khác biệt một chút nào cả vừa lùi lại phía sau hai người thậm chí ý nghĩ cũng giống hệt nhau không ngờ đều lấy nhân quả ấn, lôi bổn nguyên vừa rút ra của đối phương dung nhập vào trong cơ thể của mình để mà bù lại bổn nguyên vừa bị hao tổn. Không cần nghiệm chứng thêm nữa, suy nghĩ của ngươi chính là suy nghĩ của ta, thần thông của ngươi chính là thần thông của ta, ta chính là ngươi, ngươi nếu muốn dùng thần thông để thử dò xét thì đối với cả người khác có lẽ tác dụng nhưng đối với ta mà nói chỉ là vô dụng thôi thanh niên tóc bạc lau máu tươi ở khóe miệng nhìn Vương Lâm cười đều, à cười quỷ dị. "Ngươi nếu không tin thì ta có thể giúp ngươi." Hắn vừa nói thân thể vừa bước từng bước về phía trước, thân ảnh như cầu vòng trong nháy mắt đã lao tới Vương Lâm. Tay trái hắn giơ lên, một luồng bạch khí gào thét tràn ra, tay phải giơ lên hắc khí bao phủ, giống như một đám sương mù màu đen quẩn cuộn. Đồng thời giơ cả hai tay lên, thái niên tóc bạc này trong nháy mắt khi mà tới gần Vương Lâm xong trưởng liền nhấn về phía trước, sinh tử ấn một luồng khí thức sinh tử cường đại trong tích tắc này bộc phát ra từ trong cơ thể thanh niên tóc bạc tay trái hắn ẩn chứa sinh cơ giống như là chứa vạn linh của thiên địa còn tay phải của hắn chứa tử khí giống như nắm giữ tất cả duyên khởi duyên diệt ở trong trời đất và trong tích tắc này tay trái đi trước ấn tới trước vương lâm bạch khí gào thét lao tới vương lâm mà cắn nuốt bạch khí này vốn là sinh cơ không có chút nguy hại gì nhưng vương lâm lại rõ ràng sinh cơ giống như xương trắng này là một bộ phận ẩn của sinh tử ấn một khi vào được trong cơ thể thì tử khí liền sẽ theo sau, hình thành sinh tử ấn. Thần sắc âm trầm vô lâm hừ lạnh một tiếng cũng giơ tay trái lên sinh cơ trần ngập như sương mù hóa thành một đám bao phủ bốn phía. Và trong sương mù bao phủ này, tay trái của hắn xuyên thấu sương mù cùng với một trường chứa sinh cơ của thanh niên tắc bạc bất ngờ va chạm với nhau. ầm à một tiếng thân thể hai người đồng thời chấn động đều có sinh cơ tràn vào cơ thể trực tiếp làm rối loạn khí thức trong cơ thể và đều phun ra máu tươi nhưng không lùi lại phía sau mà đều đồng thời giơ tay phải lên lại một lần nữa mạnh mẽ và chạm tiếng chấn động vang vọng phong vân biến sắc thiên địa ầm vang vương lâm và thanh niên tắc bạc kia trong lúc phun ra máu tươi đều tự lùi lại phía sau nhưng mà trong tích tắc khi mà lùi lại đó thì cả hai đồng thời gầm nhẹ một tiếng sinh tử ấn sinh tử ấn đó tiếng nổ ầm ầm vang lên thân thể vương lâm rơi xuống mặt đất à, không ngừng pịch bịch bịch lùi lại phía sau. Mỗi một bước đi mặt đất đều chấn động, run rẩy liên tiếp lùi lại phía sau cả trăm bước, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt lúc này mới có thể dừng lại được. Bên trong cơ thể hắn vô cùng hỗn loạn, sinh tử ấn bộc phát, nếu không phải hắn đã minh ngộ sinh tử thì dưới một ấn này hắn hẳn phải bị trọng thương. Thanh niên tóc bạc kia cũng lùi lại phía sau, thân thể đụng vào tấm màn ngăn cách, xuyên thấu và quay trở lại đỉnh đầu pho tượng cổ yêu, một bước này khiến cho pho tượng cổ yêu lập tức hiện ra vô số vết đứt à, từ chỗ bàn chân thanh niên tắc bạc kia dẫm vào lan ra bao phủ toàn bộ cả pho tượng ầm một tiếng pho tượng liền sụp đổ sau khi mà tiêu tán thì lực trùng kích xong khóe miệng thanh niên tắc bạc tràn đầy máu tươi thần sắc dữ tợn nhưng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị thế nào nguyên thần rồi sinh tử ấn còn có tất cả những thuật thần thông của người ta đều có Ngươi làm sao có thể giết ta đây? Ngươi lấy cách gì để giết ta đây? Thanh niên tắc bạc cười cợt nhả ngày càng rõ, cuối cùng cười rộ lên. Hai người bị tấm màn ngăn cách trở, thần sắc vương lâm âm trầm nhìn chằm chằm vào thanh niên tắc bạc trong tấm màn ngăn trực tiếp nhắm hai mắt lại. Và trong tích tắc khi hắn nhắm hai mắt lại, thanh niên tắc bạc lập tức biến sắc cũng nhắm hai mắt lại. Hai người đồng thời nhắm mắt lại, chân giả đạo bắt đầu. Bên trong chân giả đạo, Đối với cả người nhắm mắt thì toàn bộ thiên địa trong tâm đều là giả dối, chỉ cần trái tim khẽ động là thật giả liền chuyển hóa khó lường. Đồng thời nhắm mắt giống như thế giới này vậy, thiên địa đều thiên địa này ở trong tâm thần của Vương Lâm và thanh niên tóc bạc toàn bộ đều không tồn tại. Loại hư ảo này không phải mơ hồ mà là bị hai người bọn hắn nhìn thấu bổn nguyên minh ngộ tất cả. Trong thời gian ngắn thì hai mắt Vương Lâm chợt mở ra, trong tích tắc khi mà hai mắt hắn mở ra thì thanh niên tóc bạc cũng đồng thời mở mắt. Hàn quang trong mắt hai người lóe lên. Trong chân giả đạo mở mắt là chân. Tất cả sự giả dối trong hoa một khắc này đều một lần nữa lại chân thật. Trong lúc chân thật và giả dối chuyển hóa, Vương Lâm có thể nhìn thấu hết thảy. Mở mắt trong một thời gian ngắn, hai người đồng thời lại nhắm mắt một lần nữa. Lần nhắm mắt này Vương Lâm giơ tay phải lên vung mạnh về phía trước. Chân giả đạo. Hết thầy thứ giả dối đều theo tâm ta mà biến đổi cát bụi hãy trở về với cát bụi hoàn toàn tan thành mây khói. Thanh niên tóc bạc kia cũng vung tay phải lên miệng nói ra những lời giống hệt Vương Lâm. Hai người đều dùng tâm động dung nhập chân giả làm tiêu tán hết thầy. Nếu là một người thì uy lực của thuật này cực kỳ là cường đại nhưng mà hôm nay lại có hai người cùng thi triển giao đối kháng với nhau. Do vậy trong tích tắc khi mà hai người vung tay, thân thể cả hai đồng thời kịch chấn, trong tiếng ầm vang kinh thiên động địa liền đồng thời phun ra máu tươi, thân thể bị quấn về phía sau. Nhưng chỉ lùi lại phía sau ba bước, Vương Lâm mạnh mẽ ngừng lại, kịch chuyển lực lượng trong cơ thể, thân thể nhoáng lên một cái liền lao ra, hướng về phía thanh niên tóc bạc kia lao tới. Thanh niên tóc bạc kia cũng hành động y hệt Vương Lâm, đồng thời cất bước vọt đi. Hai người ngày càng gần hầu như chỉ trong tích tắc đã đi tới tấm màn ngăn ở, ở giữa hai người, đồng thời vươn tay phải điểm vào đối phương, đồng thời giống to lên ba từ giống nghệt như nhau. Định thần thuật Một chỉ định thân Theo ba từ vương lâm thốt lên đó thì theo ngón tay phải của hắn điểm về phía thanh niên tóc mạc, thân thể hai người đồng thời chấn động. Định thần không phải định thân. Hắn giữ lại chẳng những là thân thể mà cả nguyên thần, tất cả vận chuyển trong cơ thể nữa, ngay cả năm tháng trôi đi trong thiên địa, sự vận chuyển đã có từ vạn cổ, trong tích tắc này cũng bị Vương Lâm và thanh niên tóc bạc hoàn toàn giữ lại. Dưới định thần thuật này, thân thể hai người lập tức bắt đầu đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Trong quá trình rơi xuống này, trong đầu Vương Lâm ầm ầm tính toán. Hẳn là như vậy rồi. Vương Lâm làm tất cả những chuyện trước đó trên thực tế là dụng tâm kín đáo với cả thanh niên tóc bạc kia, chỉ là hắn không thể suy tư. Theo như hắn phân tích, hắn nếu suy tư thì đối phương rất có khả năng sẽ cảm ứng được. À, chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tập 400 ở đây. À, tiếp theo sẽ như thế nào thì à, xin mời các bạn đón nghe tập sau, có thể là ngày mai. À, như mình đã nói đó thì mình sẽ ra một kênh mới về chuyện cổ trang để mà đề phòng cho cái kênh này nếu giả sử như là một tháng nữa một tháng nữa mình mới được xin xét duyệt lại nếu một tháng nữa mà vẫn không được xin xét duyệt thì cái kênh kia sẽ là cái kênh để mình làm có duy cho có, có thể là có duy trì kinh phí cho mình và thật ra kênh kia cũng là một kênh mới cũng chưa có được bật kiếm tiền nhưng mà dù gì cũng một kênh mới thì mình làm lại từ đầu thì khả năng xin xét duyệt nó sẽ cao hơn tại vì kênh phi tùng này của mình đã xin một lần rồi chính vì vậy mà lần này thì khả năng cao là sẽ không được nhưng mà mình vẫn nhất quyết là chỉ đọc tiên nghịch ở bên kênh này thôi để cho nó thành một bộ đồng nhất chứ nếu mà mà sang bên kia đọc thì nó sẽ lại như hồi xưa là chấp chấp và vá như thế thì mình không không làm nữa chính vì vậy mà mình có dành thời gian để mà đọc sang bên kênh nữa kênh kia nữa thì rất mong mọi người là có thể thông cảm hết sức cho mình à, các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện à, cho các bạn một có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ cảm ơn và hẹn gặp lại